Nhiều người trẻ bước vào đời với hy vọng, nhiệt huyết và hoài bão, nhưng lại chưa trang bị cho phiên bản thân những kiến thức nhất định về phép tắc sống, sự thấu hiểu con người. Vì vậy, họ không tránh khỏi việc phải chịu tổn thất, thậm chí bị chơi xấu bởi những người khác. Dù người chơi không có tâm làm hại ai, nhưng cũng không thể không đề phòng người khác hại mình. Đó chính là thực tế cuộc sống. Ở bất kỳ thời nào, bất kỳ ai muốn sinh tồn, tiến thân trong làng mạc hội đều phải hiểu những phép tắc dưới đây. 1. Lòng tốt phải có mức độ, đối đãi tốt với người không biết điều, cuối cùng người bị hại chính là người chơi. Lương thiện là một đức tính tốt, xứng đáng được khen ngợi nhưng cũng cần biểu lộ ở đúng nơi, đúng lúc, và đúng đối tượng. Nếu người chơi biểu lộ lòng tốt ở không đúng người, ngược lại sẽ tiếp tay cho kẻ xấu. Như vậy, lòng tốt của người chơi không giúp ích được gì, đến cuối cùng, người bị hại chính là người chơi. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì cũng có hai mặt của nó. Sẽ thật tốt khi người chơi là một người lương thiện, luôn chuẩn bị giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng nếu cứ mù quáng mà chơi đi như vậy, đôi lúc người chơi sẽ là người chịu thiệt lớn nhất. Hai người là người chơi của nhau, mối quan hệ rất tốt, dù một người khá giả và một người công việc bấp bênh. Khi đó, người chơi nghèo hơn bị mất việc, không còn đủ tiền mà ăn cơm. Người chơi khá giả đã mua một thùng gạo đem tặng người chơi. Người chơi nghèo biết ơn người chơi, coi người chơi là ân nhân. Người chơi khá giả thậm chí còn giới thiệu công việc làm bảo vệ ở chỗ người quen cho người chơi. Đi làm được vài ngày, người chơi nghèo nghĩ, công việc tạm bợ này cũng giới thiệu cho mình. Bạn giàu thế, đáng lẽ nên tìm giúp một công việc tốt hơn thế hệ đúng. Lời này đến tai người chơi khá giả. Anh ta rất giận dữ và nghĩ, mình đã giúp anh ta một cách vô ích. Anh ta không biết ơn lại còn đòi hỏi. Từ đó, họ coi nhau như kẻ thù. Khi người chơi có lòng tốt cho người đói một bát cơm, họ sẽ cảm kích. Tuy nhiên, nếu người chơi vẫn tiếp tục cho thêm cơm, người đó coi việc người chơi làm là hiển nhiên. Một bát không đủ, hai bát không đủ, đến bốn bát anh ta cũng vẫn không bằng lòng. Đó là điều ta kém cỏi gặp trong cuộc sống. Bạn giúp đỡ một người lần đầu, họ sẽ cảm ơn người chơi. Lần thứ hai, lòng tốt của người chơi sẽ bị xem nhẹ. Sau nhiều lần, anh ta coi sự giúp đỡ là điều người chơi nên làm, phải làm cho anh ta và có thể giận dỗi nếu không thu được sự giúp đỡ nữa. Vì thế, sự lương thiện cũng cần có giới hạn, đạt đúng người đúng chỗ. 2. Lùi một bước để thấy đại dương rộng rãi trời cao, lại khiến người khác được voi đòi tiên. Trong cuộc sống cần phải học cách kiềm chế, nhẫn nại. Cố gắng tránh khỏi những cuộc tranh chấp không cần thiết, có thể giảm bớt nhiều phiền toái. Mọi người kém cỏi có câu, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước đại dương rộng rãi trời cao, nhưng khi không thể chịu đựng, người chơi không cần nhịn tiếp, càng lùi bước sẽ khiến người khác được đà lấn tới. Lúc cần cương quyết thì phải thật quyết liệt, đừng để đối phương xem người chơi như rùa rụt cổ. 3. Biết cách cự tuyệt sẽ khiến người khác coi trọng. Trong cuộc sống luôn sinh tồn những kẻ nhu nhược, yếu đuối. Những người này kém cỏi không biết cướp từ người khác, vì thế mà luôn bị mọi người xung quanh coi kém cỏi, làm việc gì cũng không biết cách cự tuyệt. Mặc người khác đè đầu cưỡi cổ, vẫn chấp nhận số phận mà tiếp tục sống. Nếu muốn được mọi người tôn trọng, đánh rét cao, cần phải có những phép tắc riêng của mình. Học được cách từ chối, chính là khiến người khác khai mạc tiếp nhận người chơi. 4. Đối với người không cùng đường, thà làm mất lòng họ chứ đừng đi nịnh quát. Thứ người chơi thiếu hụt nhất trong cuộc sống chính là người cùng thông thường chí hướng. Mặc dù tìm được người có cùng sở thích với mình, nhưng càng bước đi lại càng phát hiện hai người mỗi lúc một xa. Tục ngữ nói, đạo bất đồng bất tương di mưu, nếu không cùng đường, không nhất thiết phải duy trì mối quan hệ, hoặc vì kiêng dè đắc tội với đối phương mà hèn mọn lấy lòng. Hành động vô ý nghĩa này là điều không cần thiết, nếu đối phương muốn rời đi, hãy để họ rời đi, không cần hạ mình níu kéo. Muốn có một cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, cần phải tự mình khám phá tìm tòi ra nhiều quy luật. Sống không hề khó, khó ở chỗ người chơi có tình nguyện dùng tâm tư đi khám phá hay không.